Kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi Chuyển động ngày mới của Đài Phát thanh Truyền hình Cà Mau sáng nay thứ Năm, ngày 22 tháng 8 năm 2024. Thưa quý vị và các bạn, bệnh đậu mùa khỉ đang là một vấn đề đáng lo ngại với sự xuất hiện của các biến thể mới và ở một số nước ngoài châu Phi. Tuy nhiên, theo Tổ chức Y tế Thế giới, đậu mùa khỉ sẽ không trở thành đại dịch COVID-19 mới như nhiều người lo sợ. Nội dung này sẽ được chúng tôi gửi đến quý vị và các bạn trong Chuyển động ngày mới sáng hôm nay. Trước tiên là một số tin tức đáng chú ý. Để đảm bảo trật tự an toàn giao thông, Thủ tướng yêu cầu Bộ Công an chỉ đạo Công an các địa phương tăng cường công tác tuần tra kiểm soát, xử lý nghiêm các vi phạm là nguyên nhân trực tiếp gây tai nạn giao thông như vi phạm nồng độ cồn, ma túy, vi phạm tốc độ. Bộ Giao thông Vận tải chỉ đạo các cơ quan trực thuộc có phương án đảm bảo năng lực, chất lượng dịch vụ vận tải, bảo đảm an toàn giao thông, nhất là hoạt động vận chuyển hành khách bằng đường bộ, đường sắt và đường hàng không trong dịp nghỉ lễ Quốc khánh, phục vụ tốt nhu cầu đi lại của học sinh, sinh viên bước vào năm học mới. Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố chỉ đạo các cơ quan ngành, lực lượng chức năng kiểm soát chặt chẽ dịch vụ vận chuyển đưa đón học sinh, đồng thời xử lý nghiêm các đơn vị kinh doanh vận tải vi phạm các quy định về vận chuyển đưa đón học sinh. Theo khảo sát dữ liệu giá vé của các hãng hàng không Việt Nam, giá vé chặng bay Hà Nội - Thành phố Hồ Chí Minh đang có xu hướng tăng cao dịp nghỉ lễ 2 tháng 9. Cụ thể, vé của Vietnam Airlines vào ngày 30 tháng 8 đã tăng 8% so với tuần trước, lên mức 2,6 triệu đồng một chiều. Vietjet Air cùng thời điểm này ghi nhận mức giá 2,3 triệu đồng, tăng 25% so với tuần trước. Trên chặng bay Hà Nội - Nha Trang, giá vé dao động từ 2,4 đến 3 triệu đồng một chiều, tăng khoảng 24% so với trước kỳ nghỉ lễ. Giá vé có xu hướng tăng chủ yếu vào ngày bắt đầu và kết thúc kỳ nghỉ, trong khi các ngày giữa kỳ giá vé tương đương ngày thường. Chính phủ cho biết đang nghiên cứu chính sách giúp hãng hàng không trong và ngoài nước mở đường bay quốc tế đến điểm du lịch truyền thống trọng điểm của Việt Nam. Trong bối cảnh hội nhập quốc tế sâu rộng và cạnh tranh ngày càng gay gắt, chính phủ xác định quan điểm phát triển du lịch theo hướng chất lượng cao và chuyên nghiệp. Các giải pháp tập trung vào việc tăng cường liên kết vùng như hợp tác phát triển sản phẩm du lịch chung, xây dựng các tuyến du lịch xuyên suốt nhiều địa phương. Chính phủ cho biết sẽ phối hợp chặt chẽ với các địa phương để xây dựng các điểm đến an toàn, văn minh, thân thiện, đồng thời nghiên cứu mở thêm các đường bay quốc tế nhằm thu hút du khách. Trong 7 tháng đầu năm nay, Tổng cục Hải quan thống kê cả nước nhập khẩu 91.637 ô tô nguyên chiếc các loại, tăng 14,8% so với cùng kỳ năm trước và cao thứ hai so với cùng kỳ từ trước đến nay. Tuy nhiên, trị giá nhập khẩu ô tô nguyên chiếc tính đến hết tháng 7 là chỉ tăng chưa đến 1% so với 7 tháng năm 2023. Điểm đáng chú ý là lượng ô tô từ 9 chỗ ngồi trở xuống nhập về Việt Nam tăng tới 17,2%, tương ứng với 10.972 chiếc so với cùng kỳ năm ngoái, đạt 74.601 chiếc, chiếm 80% tổng lượng ô tô nguyên chiếc các loại nhập về Việt Nam. Nếu tính trung bình mỗi ngày, Việt Nam nhập về khoảng 355 chiếc ô tô con, còn ô tô vận tải, lượng nhập về đạt 7.765 chiếc, giảm mạnh 31% so với cùng kỳ năm 2023. Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản cho biết xuất khẩu tôm Việt Nam trong tháng 7 đạt 375 triệu đô la, tăng 17% so với cùng kỳ. Đây là tháng ghi nhận giá trị xuất khẩu cao nhất kể từ đầu năm. Xuất khẩu tôm ghi nhận tăng trưởng ở hầu hết các thị trường tiêu thụ chính như Mỹ, Trung Quốc, EU. Các thị trường như Nhật Bản, Hàn Quốc vẫn ghi nhận giảm hoặc chỉ tăng nhẹ những tháng trước đó, thì trong tháng 7 đã ghi nhận tốc độ tăng trưởng hai con số. Tồn kho giảm bớt, nhu cầu nhập hàng phục vụ các dịp lễ cuối năm khiến cho các thị trường tăng cường nhập khẩu. Bên cạnh đó, giá tôm nguyên liệu từ các nước sản xuất trên thế giới cũng như Việt Nam có xu hướng tăng, tác động tích cực lên giá tôm xuất khẩu. Theo các doanh nghiệp, việc các đối tác truyền thống bất ngờ tăng nhập khẩu gạo hơn so với dự tính, giúp nhu cầu trên thị trường tăng gạo. Điều này giúp giá gạo Việt Nam liên tục tăng cao và trở lại vị trí cao nhất thế giới. Với đà tăng nhập khẩu của các đối tác, xuất khẩu gạo của Việt Nam năm nay có thể cán mốc khoảng 8 triệu tấn, thu về hơn 5 tỷ đô la, mức kỷ lục mới chưa từng có. Thông tin từ Hiệp hội Lương thực Việt Nam cho thấy, hiện giá gạo Việt Nam đang tăng ngược chiều so với các đối thủ Thái Lan và Pakistan. Gạo xuất khẩu 5% tấm của Việt Nam đang được giao dịch ở mức 575 đô la một tấn, cao hơn hàng cùng loại của Thái Lan 14 đô la một tấn và gạo Pakistan 34 đô la một tấn.
Gạo 25% tấm của Việt Nam cũng tăng lên 539 đô la một tấn. So với các quốc gia xuất khẩu gạo top đầu thế giới, gạo Việt xuất khẩu đang có mức giá cao nhất. Đây cũng là sự trở lại ấn tượng của gạo Việt, bởi cách đây một tháng, gạo xuất khẩu của nước ta đều thấp hơn gạo Thái Lan, Pakistan và Myanmar. Giá cà phê thế giới tiếp tục đạt những mức cao mới, đặc biệt Robusta với những cú nhảy cóc ba con số. Giá cà phê trong nước không nhiều biến động so với những ngày trước, tiếp tục neo ở mức cao, giao dịch trong khoảng từ 117.300 đến 118.100 đồng một ký. Cà phê Robusta trên sàn giao dịch London tiếp đà tăng thêm 1,27%, đạt mức cao nhất trong mọi thời đại. Arabica ở mức cao nhất trong 2 năm rưỡi. Theo các chuyên gia, về lâu dài, để giá xăng dầu thực sự theo cơ chế thị trường, hoạt động một cách công khai minh bạch thì cần đưa thị trường xăng dầu nâng lên một cấp nữa là thành lập sàn giao dịch xăng dầu. Việc này sẽ tạo ra thị trường lành mạnh, hoạt động giao dịch đúng theo nguyên lý thị trường, thuận mua vừa bán. Điều quan trọng là phải nghiên cứu sao cho phù hợp, đảm bảo sự hài hòa trong quá trình vận hành. Các chuyên gia kinh tế phân tích, việc xây dựng sàn kinh doanh xăng dầu sẽ giúp đảm bảo lợi ích của cả người mua và người bán. Trước mắt sẽ góp phần làm giá xăng dầu trong nước đạt mức thấp nhất so với giá thế giới. Đồng thời sẽ làm cho hoạt động mua bán xăng dầu vừa rõ ràng, công khai, minh bạch cả về số lượng, giá cả lẫn chất lượng. Về lâu về dài thì chúng ta phải nghiên cứu một cái sàn giao dịch xăng dầu để từ đó các cái chủ thể có thể chủ động bán và giao bán các cái lượng xăng dầu trên cái thị trường này. Còn những cái cấp trung gian hoặc là những cái doanh nghiệp kinh doanh độc lập thì họ có thể đến để mua trên cái thị trường này dưới cái hình thức là mua các cái kỳ hạn hoặc mua trực tiếp. Thời gian qua, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ luôn dành sự quan tâm, chỉ đạo sát sao đối với mặt hàng xăng dầu. Tuy nhiên, thị trường này vẫn còn một số hạn chế trong việc điều hành. Các chuyên gia khuyến nghị, việc thành lập sàn giao dịch xăng dầu là cần thiết. Đây là nơi để cả nhà phân phối lẫn bán lẻ có thể dễ dàng tiếp cận mặt hàng xăng dầu. Chúng ta có thể đưa cái giao dịch hàng hóa xăng dầu này lên những cái sàn giao dịch hàng hóa sẵn có. Và chúng ta chỉ nên quy định những các cái cơ chế để làm thế nào cho cái hoạt động về giao dịch hàng hóa trên cái sàn xăng dầu, trên cái sàn hàng hóa này nó được minh bạch, nó được công khai. Và tôi cho rằng việc đó nó không phải quá lớn. Chúng ta chỉ cần có những cái mở ra trong nghị định là được. Còn theo ý kiến của đại diện Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam, việc lập sàn giao dịch xăng dầu cần phải được xem xét một cách thận trọng, đánh giá kỹ lưỡng, toàn diện, mà cụ thể chính là hệ thống pháp lý rõ ràng, chặt chẽ. Để thị trường xăng dầu Việt Nam hoạt động cách minh bạch và hiệu quả thì cái việc mà xây dựng, thiết lập một cái hệ thống khung hành lang pháp lý một cách đầy đủ rõ ràng là yếu tố quan trọng hàng đầu. Cho dù sàn giao dịch xăng dầu đi vào hoạt động hay không, thì điều này đều hết sức cần thiết để tạo sự cái nền tảng sự phát triển bền vững của thị trường. Và hiện nay thì Chính phủ đang giao Bộ Công Thương và các bộ ngành liên quan xây dựng cái dự thảo mới cho nghị định về xăng dầu. Đây là một bước tiến hết sức quan trọng. Việc cho phép doanh nghiệp tham gia sàn giao dịch là chủ trương đúng đắn. Vì để xây dựng, vận hành sàn xăng dầu có hiệu quả, phù hợp với thông lệ quốc tế, còn là một bước tiến quan trọng giúp thị trường xăng dầu Việt Nam phát triển một cách bền vững và ổn định lâu dài. Thông tin từ Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Cà Mau, đơn vị vừa bàn giao hồ sơ khởi tố điều tra vụ án truy xét đường dây tội phạm, tổ chức môi giới cho người khác xuất cảnh, nhập cảnh Việt Nam trái phép liên quan đến tàu cá dễ biển số giả CM99840TS. Khai thác thủy sản vi phạm vùng biển Thái Lan bị bắt giữ, gọi tắt là chuyên án CM324, cho Công an tỉnh Cà Mau tiếp tục điều tra xử lý. Theo điều tra ban đầu của ban chuyên án CM324 Bộ đội Biên phòng tỉnh, trước đó, ngày 22 tháng 9 năm 2023, ông Ngô Văn Luận, sinh năm 1968, ngụ khóm 4, thị trấn Sông Đốc, huyện Trần Văn Thời, mua tàu cá KG90309TS của ông Nguyễn Văn Lễ ở Kiên Giang với giá 490 triệu đồng. Đến ngày 7 tháng 10 năm 2023, ông Luận đã bán lại tàu cá KG90309TS cho ông Phạm Văn Dũng, sinh năm 1978, thường trú tại khu phố 6, phường Vĩnh Thông, thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang, với giá 350 triệu đồng. Ngoài ra, ông Ngô Văn Luận có giới thiệu
Ông Phan Văn Tình sinh năm 1990, Phan Văn Thiệt sinh năm 1988, cùng thường trú tại xã Khánh Bình Tây, huyện Trần Văn Thời, cho ông Phạm Văn Dũng để làm thuyền viên tàu cá KG90309TS. Khi mua tàu xong, ông Phạm Văn Dũng thuê thợ sửa chữa và sơn lại số đăng ký CM99840TS và làm giả hồ sơ đăng ký tàu cá. Sau đó, thuê Phan Văn Tình làm thuyền trưởng, Phan Văn Thiệt, Trần Văn Phương, Nguyễn Việt Khái, Nguyễn Văn Thanh làm thuyền viên tàu cá KG90309TS, hoạt động nghề cào chân châu, vi phạm vùng biển của Thái Lan và bị bắt giữ. Lúc tàu cá KG90309TS ra biển hoạt động và lúc bị Thái Lan bắt giữ, thì giữa ông Phạm Văn Dũng và ông Ngô Văn Luận thường xuyên thông báo, trao đổi thông tin tình hình hoạt động của tàu cá cho nhau để cùng biết. Qua làm việc với gia đình, 4 trên 5 ngư dân đi trên tàu cá KG90309TS bị Thái Lan bắt giữ đều xác nhận. Qua nhiều kênh thông tin khác nhau, biết được 5 ngư dân gồm Tình, Thiệt, Phương, Khái và Thanh cùng làm việc trên một tàu cá và đã bị Thái Lan bắt giữ. Con nó đi làm thì nó cũng không có nói mình là đi gây gì. Tới khi đổ bể ra thì chính quyền địa phương đây cho hay là như con mình tên đó vậy đó. Thì mình mới nhận ra là con mình bị bắt thôi. Mấy chú biết, mấy chú giúp đỡ thôi, chứ còn thực sự gia đình thì cũng mong cho con nó gì hoặc giả chăng như là nó không về thì nó cũng điện cho mình hiểu được rồi nó là như thế nào hay là thời gian bao lâu nó về vậy đó. Thì để cho mình biết được rồi mình cũng an tâm nữa. Anh em là đi ghe của chú Chính gì đó, là ảnh bảo chú đó là bảo là khi nào ra được tới biển đó là sẽ cho ứng 15 triệu. Mà hiện giờ là anh em bị bắt ở Thái Lan. Nghe mấy người đi về á, nhắn gửi bảo là ở bển khổ lắm, ăn khổ, không có tiền ăn. Nhưng mà đánh đập thì không có đánh đập. Từ các tài liệu chứng cứ thu thập xác định vụ việc có dấu hiệu tội phạm, tội tổ chức môi giới cho người khác xuất cảnh, nhập cảnh Việt Nam trái phép theo quy định tại Điều 348 Bộ Luật Hình Sự và tham khảo tại Điều 3, Nghị quyết 04 ngày 16 tháng 6 năm 2024 của Hội đồng Thẩm phán Tòa án Nhân dân Tối cao về hướng dẫn áp dụng một số quy định của Bộ Luật Hình Sự về truy cứu trách nhiệm hình sự đối với hành vi liên quan đến khai thác, mua bán, vận chuyển trái phép thủy sản liên quan trực tiếp đến ba đối tượng Ngô Văn Luận, Phạm Văn Dũng và Phan Văn Tình. Qua công tác rà soát nắm chắc tình hình địa bàn đã phát hiện đối tượng trong địa bàn câu kết với đối tượng ngoài địa bàn tổ chức mua tàu cá và cho người khác xuất cảnh ra nước ngoài. Qua đó, đơn vị cũng đã phối hợp với phòng phòng chống ma túy và tội phạm Bộ đội phòng tỉnh Cà Mau tiến hành nắm chắc tình hình, thu thập, củng cố chứng cứ. Khi có dấu hiệu thì đã báo cáo cho Bộ đội phòng tỉnh Cà Mau xác lập chuyên án. Ngày 15 tháng 7 năm 2024, Chỉ huy trưởng Bộ đội Biên phòng tỉnh đã ban hành quyết định khởi tố vụ án hình sự tổ chức môi giới cho người khác xuất cảnh nhập cảnh Việt Nam trái phép, quy định tại Điều 348 Bộ luật Hình sự xảy ra tại thị trấn Sông Đốc, huyện Trần Văn Thời, đồng thời bàn giao hồ sơ vụ án cho Công an tỉnh Cà Mau tiếp tục điều tra xử lý. Nhân dịp chuẩn bị bước vào năm học mới 2024-2025, từ ngày 20 tháng 8 đến hết ngày 24 tháng 8, Tổng cục Quản lý Thị trường tổ chức phòng trưng bày với chủ đề Nhận diện sách giáo khoa và đồ dùng học tập tại Hà Nội. Đây là lần thứ 13 phòng trưng bày của Tổng cục mở cửa đón khách tham quan và tìm hiểu thông tin về sản phẩm. Phòng trưng bày nhận diện sách giáo khoa và đồ dùng học tập với gần 100 loại hàng hóa, với trên 400 sản phẩm là các loại sách và đồ dùng học tập phổ biến trên thị trường hiện nay. Các loại sách giả, sách in lậu thường có chất lượng giấy in thấp, in bị mờ, không đảm bảo quy cách tiêu chuẩn kỹ thuật, sẽ gây ảnh hưởng đến sức khỏe thể chất của học sinh, nhất là về thị lực. Sử dụng xuất bản phẩm giáo dục giả, học sinh sẽ không thể truy cập và sử dụng online được các giá trị, tư liệu, tiện ích bổ sung, hỗ trợ cho học sinh. Phần lớn những cái sách lậu và sách giả nó tập trung vào sách giáo khoa và những cái cuốn sách bổ trợ của nhà xuất bản giáo dục Việt Nam. Và những cái sản phẩm lậu, sản phẩm giả đó nó đã làm thiệt hại rất nhiều đến thương hiệu, nó còn gây cái tác hại rất lớn đối với giáo viên và học sinh. Cụ thể là sách lậu và sách giả thì nó có những cái sai lệch về mặt màu sắc dẫn đến những cái hậu quả
trong cái việc học sinh học tập. Nếu như chúng ta mua trên cửa hàng truyền thống thì trước tiên chúng ta phải quan sát, chúng ta phải xem các cái dấu hiệu để nhận biết hàng thật hàng giả. Những cái dấu hiệu này thì thường cũng được đã cung cấp ở trên các website của nhà xuất bản. Nếu như trong trường hợp mà người tiêu dùng mua các sản phẩm trên thương mại điện tử thì chúng ta phải đặc biệt lưu ý là chúng ta phải xem cái nguồn sách đấy có phải từ nhà xuất bản giáo dục hay không, nhà xuất bản có uy tín hay không. Theo lãnh đạo Cục Quản lý Thị trường, sách giả, sách in lậu gây ảnh hưởng đến quyền, lợi ích hợp pháp cho các nhà xuất bản, làm thất thu ngân sách nhà nước, ảnh hưởng đến uy tín của Việt Nam. Do đó, bên cạnh sự vào cuộc mạnh mẽ của lực lượng chức năng, nhân tố quyết định trong cuộc chiến này chính là độc giả, những người bỏ tiền mua sách. Chỉ khi người tiêu dùng ý thức được việc mua và đọc sách thật là hành vi chăn quá và tôn trọng pháp luật, thì sách giả mới không thể tồn tại. Bộ Y tế vừa có văn bản gửi Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc phối hợp chỉ đạo phòng chống dịch trong mùa tựu trường. Bộ Y tế cho biết theo thông tin từ hệ thống giám sát bệnh truyền nhiễm tính đến nay, trong năm 2024, nhiều địa phương đã ghi nhận gia tăng các trường hợp mắc bệnh sởi, ho gà và một số bệnh truyền nhiễm khác. So với cùng kỳ, năm 2023, số mắc sởi tăng hơn 8 lần, số mắc ho gà tăng hơn 25 lần. Để chủ động công tác phòng chống dịch trong mùa tựu trường, Bộ Y tế đề nghị Bộ Giáo dục và Đào tạo phối hợp chỉ đạo Sở Giáo dục và Đào tạo các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các cơ sở giáo dục đào tạo trên cả nước chuẩn bị các điều kiện tốt nhất, đảm bảo sức khỏe cho học sinh, sinh viên, đảm bảo vệ sinh sạch sẽ, thông thoáng lớp học và đủ ánh sáng tại các cơ sở giáo dục, theo dõi chặt chẽ sức khỏe của trẻ, phát hiện kịp thời những trường hợp có dấu hiệu nghi ngờ mắc bệnh để kịp thời xử trí. Từ một đô thị nhỏ bé của Bỉ, Spa đã vươn lên tầm thế giới, trở thành một biểu tượng của sự tinh khiết và sang trọng. Khi chúng ta uống những chai nước khoáng spa, không chỉ để giải nhiệt mà chúng ta đã trải nghiệm một phần văn hóa lịch sử nơi đây. Đến đây thời gian dành cho Chuyển động ngày mới đã hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.